Xin chào các bạn, video này thì chúng tôi sẽ làm một bài test nhỏ nhỏ để chia sẻ với các bạn về một chiếc máy giặt dẫn động trực tiếp và một chiếc máy giặt dẫn động gián tiếp. Ở đây là một chiếc máy giặt 9kg đến từ thương hiệu Electrolux, có model là EWF9024D3WB. Chiếc này thì có làm ở dòng Ultimate 300, là dòng cơ bản nhất của Electrolux. Để thử được cái so sánh được cái giữa cái dẫn động trực tiếp và dẫn động gián tiếp thì chúng ta sẽ thực hiện một chu trình vắt cho cả hai máy. Chiếc máy Electrolux này thì có tốc độ vòng vắt là 1200 vòng và thời gian vắt là 10 phút. Tôi sẽ khởi động cái chế độ vắt của cả hai máy. Ở đây thì tôi không cho quần áo, có nghĩa là cho vắt không tải. Cả hai máy đều cho vắt không tải. Chiếc máy 9kg này có tốc độ vòng vắt tối đa là 1200 và chiếc máy LG này thì cũng có tốc độ vòng vắt tối đa là 1200. Xin lỗi. Ở chiếc máy LG này thì nó không thể hiện luôn cái tốc độ vòng vắt ở trên máy. Mà chúng ta phải chọn vắt ở bên tùy chọn này, 400, 800, 1000 và 1200. Cũng nhấn khởi động. Ở khoảng 3 phút đầu tiên thì máy sẽ thực hiện việc là gỡ rối quần áo, nó sẽ đảo nhẹ nhàng bên phải, bên trái để cho quần áo tơi ra, không vón vào giữa. Các bạn có thể quan sát thấy chúng tôi đã tháo cái lóc máy này ra và sẽ nhìn ở bên trong của máy. Chiếc máy Electrolux này thì được gia cố thêm một cục bê tông đối trọng. Cục bê tông này thì có chức năng nhiệm vụ là để giảm rung cho lồng giặt trong quá trình vắt. Còn chiếc máy LG này thì không có cái cục bê tông đối trọng đó. Chỉ có bê tông ở phía cửa thôi. Đó cũng là một cái sự khác biệt giữa cái máy có động cơ dẫn động gián tiếp dây qua và động cơ dẫn động trực tiếp. Động cơ dẫn động gián tiếp là như thế này. Đây là motor nằm ở phía dưới, được dẫn động vào lồng giặt bởi dây qua và hệ thống bánh đà. Còn động cơ dẫn động trực tiếp này thì toàn bộ motor của nó sẽ được gắn vào lồng giặt, nó đồng trục luôn, có thể gọi là động cơ dẫn động trực tiếp hay là máy giặt đồng trục ấy. Bắt đầu khởi động thì cả hai chiếc máy chạy khá là êm. Đó, bây giờ là thời gian tăng tốc này, được khoảng 3 phút thì máy sẽ tăng tốc, và thời gian tăng tốc lớn nhất là giờ khoảng phút thứ 5 đến phút thứ 6. Chiếc máy LG dẫn động trực tiếp kia thì vẫn đang vận hành khá là êm. Còn chiếc máy LG này thì bắt đầu tăng tua và nó cứ cảm nhận là nó có đang có tiếng ồn lớn hơn. Tiếng ồn này thì không phải là tiếng ồn của động cơ mà chính là tiếng ồn do cái xé gió của cái bánh đà này. Cái bánh đà này thì nó được làm rất nhiều chấu và nó được gia cố bởi những cái đường gân. Những đường gân đấy thì khi chuyển động với tốc độ cao thì nó sẽ tạo ra âm thanh. Tiếng ồn ở đây là tiếng ồn xé gió của bánh đà và dây cua loa, chứ không phải là tiếng ồn của động cơ. Động cơ thì chạy rất là êm. Quan sát sang bên chiếc máy giặt LG này, chúng ta có thể nghe thấy là nó rất là êm. Lồng giặt thì rung. Lồng giặt của nó, bạn nhìn vào đây và thấy rung này. Nhưng tuy nhiên nó sử dụng một cái hệ thống treo khá là tốt, khiến cho lồng giặt rung nhưng mà toàn bộ thân máy đứng im, rất im.
đó là ưu điểm của máy giặt dẫn động trực tiếp đó. Bây giờ cái máy giặt LG dẫn động máy giặt Electrolux dẫn động gián tiếp nó đã tăng tua đến đạt đến cái vòng tua lớn nhất là 1200 vòng. Các bạn có thấy bạn có thể nghe thấy cái tiếng ồn khá là lớn. Bởi vì là được tháo hết cả những cái bộ phận che chắn ra rồi nên là cái tiếng ồn của nó sẽ lớn hơn là khi hoạt động mà được lắp đặt tất cả những cái lưng hoặc là lóc máy. Thế đi nước này nó hơi rung một chút và cái lồng máy nó cũng hơi bị rung. Quay sang bên kia thì bên này đi nước đứng im hơn, trong lồng máy thì cũng nó cũng rung giống như bên này, nhưng toàn thể chiếc máy thì sờ vào cái thân vỏ thì chiếc máy giặt Electrolux này rung tay hơn là chiếc máy giặt LG. Ở những chiếc máy giặt thì toàn bộ cái lồng máy giặt nó sẽ được treo bằng cái hệ thống treo dây lò xo, hai dây lò xo ở phía trên và hệ thống thụt giảm chấn ở phía dưới. Máy giặt LG cũng vậy. Máy giặt LG này thì được treo bởi hệ thống treo hai lò xo này có kích thước lớn hơn máy giặt Electrolux. Cũng có thể là vì lý do đó nó giảm rung tốt hơn. Video này tôi chia sẻ về cái động cơ dẫn động trực tiếp và động cơ dẫn động gián tiếp, xem chiếc nào chạy êm hơn chiếc nào. Nên là tôi chỉ nói về cái chất liệu của cơ khí rồi hệ thống treo, hệ thống motor, còn lại những cái thứ khác thì để dành những điều khác tôi không nói ở video này. Theo quan sát bằng mắt thường thì tôi thấy cái lồng giặt của chiếc máy dẫn động trực tiếp LG này rung hơn so với lồng giặt của chiếc máy Electrolux dẫn động gián tiếp. Nhưng tuy nhiên là cái thân máy, đặt tay vào thân máy thì chiếc máy LG này êm hơn, êm tay hơn so với chiếc máy Electrolux. Có thể là động cơ dẫn động trực tiếp một phần này, cũng có thể là hệ thống treo một phần. Đó, bây giờ khoảng 8 phút rồi thì chiếc máy Electrolux đã kết thúc cái chương trình bắt. Nó sẽ kết thúc trước 2 phút bởi vì là chúng tôi không cho đồ giặt nên máy nó cảm nhận được là nó không còn đồ giặt và không còn nước ở bên trong, nó sẽ kết thúc sớm hơn so với cài đặt ban đầu. Chiếc LG này thì còn 4 phút nữa, chắc khoảng 2 phút nữa là sẽ kết thúc thôi. Lúc này thì chiếc máy giặt Electrolux đứng im rồi, chỉ còn chiếc máy giặt LG hoạt động thôi. Và tiếng ồn nó phát ra thì cũng khá là thấp. Thực ra thì ở trong thông số kỹ thuật của cả hai hãng này đều không nói đến cái việc là độ ồn của máy giặt là bao nhiêu,
Nhưng mà những chiếc máy giặt lồng ngang cơ bản trên thị trường thì nó sẽ có hai cái tốc độ tiếng ồn. Tốc độ tiếng ồn thứ nhất là tốc độ tiếng ồn khi giặt thì nó rơi vào khoảng từ 60 đến 62 decibel. Còn tốc độ ồn thứ hai là ồn khi vắt, nó đạt tốc độ tối đa thì nó sẽ lên được đến khoảng là 75 đến 79 decibel. Rồi, chiếc máy LG này cũng đã kết thúc chu trình. Thông qua video này thì tôi và các bạn cũng có cái nhìn, có thêm được cái nhìn trực quan hơn về so sánh việc động cơ dẫn động trực tiếp của LG và động cơ dẫn động gián tiếp của Electrolux. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.